quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của tạp chí Ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Kính thưa quý vị, cổ phiếu của công ty quản lý tài sản China Cinder của Trung Quốc tăng gần 24% trong đợt IPO tại Hồng Kông. China Cinder là một trong 4 đơn vị chuyên đi mua nợ xấu tại Trung Quốc. Cổ phiếu của công ty quản lý tài sản China Cinder trong đợt IPO tại sàn chứng khoán Hồng Kông tăng gần 24%. Giá IPO của China Cinder là 3,58 đô la Mỹ Hồng Kông, sau đó giao dịch với mức giá 4,35 đô la Hồng Kông. Màn IPO thành công của China Cinder đã làm khuấy động thị trường Hồng Kông vốn im ắng từ đầu năm. Phản ứng của thị trường ngoài mong đợi, một phần cũng nhờ những thay đổi trong thời gian gần đây. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ càng tốt hơn, mang lại lợi tức cao cho cổ đông. China Cinder là một trong 4 công ty quản lý tài sản lớn của Trung Quốc. Thực tế, China Cinder hoạt động như một ngân hàng chuyên đi mua nợ xấu và thực tế đơn vị đã rất thành công, đạt lợi nhuận cao nhất. Vì vậy, đợt IPO của China Cinder thu hút rất nhiều nhà đầu tư từ các quỹ toàn cầu như là Oaktree, Oaktree đến những nhà đầu tư nhỏ. Hầu hết họ đều tin rằng nợ xấu đang trở thành nguồn sinh lợi nhuận tốt cho kinh tế Trung Quốc. Khi nhúng tay vào nợ xấu, chúng tôi luôn rất cẩn trọng và đưa ra giải pháp dựa theo nhu cầu của nền kinh tế. Đợt IPO của China Cinder có quy mô lớn nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương kể từ tháng 11 năm 2012 tới nay. Các cơ quan giám sát ngân hàng ở châu Âu đã cảnh báo khách hàng về rủi ro bị lấy cắp thông tin và những rủi ro khác liên quan đến những đồng tiền trực tuyến như Bitcoin. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Pháp và Trung Quốc gây sức ép đối với khu vực tiền tệ này. Giá trị đồng Bitcoin đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, khiến đồng tiền này được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Nhưng khi Bitcoin ngày một trở nên phổ biến hơn, chính phủ các nước lại tỏ ra lo ngại. Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu đã đưa ra cảnh báo với các khách hàng về việc sử dụng đồng tiền ảo này, vì hiện giờ chưa có luật quy định đối với tiền ảo, nên nếu có vấn đề gì thì người sử dụng phải hoàn toàn chịu rủi ro. Chúng tôi thấy những trường hợp sử dụng máy tính để đào các đồng Bitcoin và bị hack. Như vậy, cho dù có kiếm được tiền, những người dùng này cũng sẽ bị lấy trộm. Hơn nữa, tôi nghĩ đây là một kiểu đầu cơ, nên đồng tiền này mới tăng giá như vậy. Một thuật toán phức tạp đã được tạo ra để tạo thành các đồng tiền ảo, nhưng các loại tiền tệ này không được các ngân hàng trung ương bảo chứng. Giá trị của đồng tiền phụ thuộc vào sự tin tưởng của người dùng, nên giá trị này rất biến động. Ngân hàng Trung ương Pháp và Trung Quốc đã đưa ra những cảnh báo với tiền tệ này. Thế nhưng chính phủ Mỹ lại cho rằng tiền này có thể sử dụng để ngăn chặn tình trạng rửa tiền. Tuy nhiên, ý kiến này không thuyết phục lắm. Dùng Bitcoin để đổi tiền thật, thực ra có thể giúp các quỹ không rõ ràng rửa tiền thì đúng hơn. Tôi nghĩ đây là một chủ đề gây tranh cãi mà các chính trị gia thảo luận trong nhiều năm tới. Nhưng dù có hay chưa có luật định về tiền ảo, Bitcoin có thể trở thành chất xúc tác để thế giới chuyển từ tiền vật chất sang tiền ảo. Vatican vừa được thông qua kế hoạch cải cách tài chính dưới sự giám sát của châu Âu. Và theo nhận định từ cơ quan chức năng, trừ khi Vatican siết lại quyền kiểm soát, nếu không thì sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với các vụ rửa tiền. Moneyvance, Ủy ban tiền tệ trực thuộc Hội đồng châu Âu đã thông qua kế hoạch cải cách tài chính của Vatican, hy vọng có thể chấm dứt các vụ bê bối liên tục xảy ra trong mấy thập kỷ gần đây. Moneyvance yêu cầu Vatican tăng cường kiểm soát hoạt động của Ngân hàng Vatican, đồng thời thay đổi hệ thống luật tài chính của mình. Vấn đề là Vatican bị đánh giá thấp trong việc giám sát hoạt động tài chính, cũng như chưa hợp tác tốt với các cơ quan giám sát tài chính quốc tế. Cơ cấu luật lệ mới đối phó với nạn rửa tiền và các gian lận tài chính của Vatican nhìn chung đã cải thiện nhiều, nhưng phải thử nghiệm trong thực tế thì mới đánh giá được hiệu quả. Đặc biệt, cơ quan kiểm soát tài chính trong nội bộ Vatican là FIA cần tích cực hơn trong vấn đề kiểm soát ngân hàng. Cần phải kiểm soát nhiều hơn hoạt động của ngân hàng Vatican, việc thanh tra phải diễn ra có kế hoạch, thậm chí cần phải kiểm tra cả dữ liệu của các tài khoản giao dịch tại đây để tìm ra những nguy cơ gian lận tiềm ẩn. Trong năm nay, danh sách các giao dịch đáng nghi của Vatican có thể lên tới 150 vụ, nhiều hơn rất nhiều so với năm 2012, chỉ vỏn vẹn có 6 vụ. Theo CEO của Compass Global Markets, giá vàng thế giới có thể tăng 5% vào trong tuần cuối cùng của năm nay. Giá vàng thế giới đã giảm 25% cho đến hiện nay, và đây là lần đầu tiên giá vàng giảm mạnh như vậy kể từ năm 1981. CEO của Compass Global Markets Andrew Su cho biết có nhiều yếu tố cho thấy giá vàng có thể tăng lên. Thứ nhất, khi các nhà phân tích tỏ ra không ưa chuộng vàng thì lại là thời điểm các nhà đầu tư mua vàng. Những yếu tố khác khiến giá vàng có thể tăng là việc Fed quyết định chưa thu hẹp chương trình hỗ trợ kinh tế trong năm sau. Năm nay, khi có thông tin Fed rút lại chương trình mua trái phiếu hàng tháng, vàng đã bị bán tháo. Nguyên nhân là khi gói nới lỏng định lượng chấm dứt, lãi suất sẽ tăng và khiến các tài sản như là vàng trở nên ít hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng nhu cầu từ Trung Quốc có thể gây áp lực cho giá vàng. Năm sau, có thể Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh hơn, lãi suất có thể tăng cao, nên nhà đầu tư sẽ do dự khi đầu tư vào vàng.
Dẫu sao đi nữa thì theo ông Su, vàng khó mà giảm sâu thêm và nhiều khả năng sẽ tăng cao vào dịp cuối năm do nhu cầu chọn một khoản đầu tư an toàn của các nhà đầu tư. Và một lần nữa với chuyên mục mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 42 tỷ đô la thưa quý vị. Đây là mức thâm hụt ngân sách do chính phủ Úc dự báo tính đến cuối tháng 6 năm 2014. Và con số này tăng khá cao so với 27 tỷ đô la đã được các chuyên gia dự báo vào tháng 8 vừa qua. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng mức thâm hụt này có thể lên đến 110 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới nếu chính phủ không sớm có sự thay đổi về chính sách. Thời gian qua, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của Úc trong 2013 được kỳ vọng ở mức 2,5%, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với đà tăng 4% đã thiết lập vào năm ngoái. Theo nhận định của các chuyên gia, quá trình cắt giảm thâm hụt ngân sách tại Úc nên được bắt đầu việc hạn chế chi tiêu hơn là đề ra hàng loạt các loại thuế mới. Vừa qua, thì Ngân hàng Trung ương Úc RBA đã phải giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục là 2,5%. Trước tình trạng tăng trưởng chậm của nền kinh tế cùng với số lượng thất nghiệp đang có chiều hướng gia tăng, tổ chức tín dụng Goldman Sachs đã đưa ra dự báo rằng RBA có thể sẽ phải giảm thêm 25 điểm phần trăm lãi suất nữa vào tháng 3 năm sau để góp phần thúc đẩy kinh tế trong nước. Và kính thưa quý vị, chuyên mục mỗi tuần một con số vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là chương trình đã mang lại cho quý vị những tin tức bổ ích cho các quyết định kinh doanh của mình. Và bây giờ thì Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.